Rồi, đầu tiên là một chiếc Dream Thái nha các bạn. Dream Thái thì xe này thì các bạn nhìn cũng là, các bạn cũng có thể biết rồi đấy, nghiêng riêng luôn từ đầu đến đuôi. Đó. Bạn nhớ xem rõ nha, thì nếu bạn cảm thấy xem không rõ thì nhắn tin vào shop để shop gửi video cho bạn xem rõ hơn nha. Thì chiếc Dream Thái này là giá là 12 triệu các bạn. Đó. Giá 12 triệu. Có giấy tờ đầy đủ hết cho các bạn luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là một chiếc Dream liên danh nha các bạn. Dream liên danh thì xe này nói chung đã được tân trang và sửa chữa lại nha. Thì xe hiện tại thì đang có bánh đau luôn nha các bạn, bánh đau. Đó, xe thì sơn màu xanh trắng. Đó. Giá của chiếc xe này là 4 triệu nha các bạn. 4 triệu có giấy tờ đầy đủ hết nha. Rồi tiếp tục nữa đó là chiếc quay. Chiếc quay này có giá là 4 triệu luôn nha các bạn. Xe này cũng là bánh tăm thanh đùm chứ không có thanh đĩa nha các bạn, rõ ràng. Dàn áo đồ nói chung cũng làm lại hết. Đó, xe được làm lại, tân trang lại các bạn. Có giấy tờ đầy đủ hết nha các bạn. Đó, 4 triệu là các bạn đi, nếu các bạn cảm thấy không thích bạn bán ra cũng còn được 2-3 triệu nha. Rồi chiếc này cũng như chiếc vừa rồi các bạn, không khác gì hết mà là nó chỉ là khác cái màu sơn thôi. Thì chiếc hồi nãy là chiếc đỏ, chiếc này chiếc màu xanh. Đó. Giá cũng yêu thương luôn, cực rẻ, giống nhau như chiếc trước luôn, chỉ cũng chỉ có 4 triệu thôi. Xe có giấy tờ đầy đủ hết nha. Ở đây thì ship hoàn toàn cho các bạn, nếu như các bạn ở xa muốn mua nha, tất cả các tiền ship đều là miễn phí hết nha các bạn. Black chiếc này thì 16 triệu nha các bạn, 16 triệu nha. Mình nhầm chiếc kia, chiếc này là 12 triệu nha các bạn, tại vì chiếc này là xuống bánh tem rồi nha các bạn. Đó, xuống bánh tem. Xe này nói chung là cũng của thanh niên đi nên là thích đi bánh tăm nên là xuống bánh tăm thôi đó. Thì xuống rồi nên là giá nó cũng rẻ hơn đó, 12 triệu. Jupiter là 7 triệu nha các bạn. Chiếc Jupiter này là cũng khá là lâu rồi đó, mà nó lại bánh tăm, nó lại có thanh đĩa nha các bạn. Mình nghĩ là chiếc này chắc cũng ít có người mua, nhưng mà biết đâu thì cũng có người thích thì cũng có thể mua được. Thì chiếc này là 7 triệu đó. Tại vì xe này là cũng còn khá là ngon luôn nha các bạn. Akita 150, xe màu xanh nha các bạn, xanh đen. Chiếc này là 2018 nha các bạn. Đó, còn nguyên riêng các bạn có thể nhìn thấy rõ cái đuôi đồ đầu rồi đó. Còn chỉ có thay đổi một số như thế này là thay đổi cái bánh thôi các bạn đó. Cái bánh á, thay đổi cái đầm đó các bạn đó. Thay đổi cái bánh đầu á. Thì chiếc này là 27 triệu nha. Chiếc này là chiếc Black nha các bạn. Black của hãng Honda. Xe này nếu mà xe mới thì cũng được mười mấy 20 triệu các bạn, nhưng mà ở đây xe cũ thì nó còn 8 triệu thôi các bạn. Có giấy tờ đầy đủ hết, xe này là có thanh đĩa nha, bánh tem nhưng mà có thanh đĩa. Xe này thì các bạn khỏi lo nha, còn riêng cứng luôn nha. Dòng xe của Honda thì cực kỳ là tốt nha các bạn. Rồi tiếp nữa là chiếc Sirius. Sirius này cà vẹt năm 2013 nha các bạn. Đó, bánh tem thì giá yêu thương cho các bạn là 9 triệu. Đó. Xe này thì các bạn khỏi lo, nói chung thì tốt, chất lượng thì ok. Cái dòng xe Sirius này cực mạnh luôn, dòng xe này cực mạnh nha, chỉ có 9 triệu thôi. Dòng xe này đảm bảo các bạn là các bạn có mua đi thì bán cũng không có lỗ. Tiếp theo nữa là chiếc Leader. Đó. Thì xe này thì 12 triệu các bạn, có giấy tờ đầy đủ hết cho các bạn. Thì trên màn hình của các bạn đây chỉ là mô phỏng thôi, còn nếu như các bạn là muốn xem xe rõ ràng hơn thì nhắn tin qua shop để shop gửi video của xe thì qua cho nó rõ ràng. Thì tại vì ở đây thì nếu mà làm video thì nó không có được bao nhiêu xe hết,
nó rất là ít, nên là phải làm như thế này để cho xe nó được nhiều thì các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Rồi tiếp đó là chiếc Sirius nữa nha các bạn. Xe này thì màu trắng, cà vẹt đăng ký năm 2017 luôn nha, 2017 á. Đó. Thì chiếc này giá là 11 triệu các bạn. Nói chung là xe này thì không còn riêng nha, cái đầm thì lô rồi, thay đầm khác rồi nha. Rồi chiếc này thì còn riêng nha các bạn, chiếc này còn riêng nhưng mà có trời suốt nha các bạn. Chiếc này nói chung là cũ, có trời suốt. Xe này thì giá nó yêu thương thôi các bạn, chỉ có 7 triệu thôi. Đó. Xe này cà vẹt đăng ký năm 2009 nha các bạn. Thôi nói chung là xe này thì nó cũng không được đẹp đó, mình nói nó rõ ràng không được đẹp. Đây mới gọi là xe đẹp này các bạn, xe này thì phải nói là cực đẹp luôn, cái dòng quen pha này cực ngon luôn, cực bền luôn. Chiếc này thì 7 triệu các bạn, bánh tem thanh đầm nhưng mà nó còn sáng và đẹp lắm, cực kỳ đẹp. Máy móc thì dòng xe này mà máy cực bền luôn, các bạn khỏi lo yên tâm. Rồi tiếp nữa là chiếc quay. Chiếc này thì đã được tân trang làm lại từ đầu đến đuôi, làm lại hết quạt, xương sửa đồ, nói chung làm lại hết hoàn thiện một chiếc xe như thế này thì bán ra các bạn là chỉ có 4 triệu thôi, thì trong khi đó thì có giấy tờ đầy đủ hết cho các bạn luôn. Đó, 4 triệu thì 4 triệu nhưng mà đã tính bao gồm tiền ship đồ hết cho các bạn là khi các bạn nhận xe thanh toán đó. Các bạn nhận xe các bạn thanh toán 4 triệu rồi. Rồi chiếc này thì 2017 nha các bạn. Đó, chiếc này thì giá hơi cao nha, 22 triệu nha các bạn. 22 triệu. Nếu như bạn thích thì cứ nhắn tin qua shop để shop gửi video xem xe cho nó rõ ràng. Chứ còn trên này chỉ là mô phỏng thôi, cho các bạn là xem để các bạn biết đi xe gì thôi. Còn nếu các bạn xem rõ hơn thì sẽ gửi video cho các bạn. Rồi, chiếc này thì giá nó yêu thương cho các bạn 4 triệu đó. Có thanh đĩa đàng hoàng luôn nha các bạn, 4 triệu đó. Honda đàng hoàng, quay A, quay RS đó, một loại hết nha các bạn. Chiếc này gọi là quay RS nha các bạn đó. Cực kỳ êm luôn. Rồi các bạn đang xem cái video này thì nhớ bấm đăng ký kênh để mà trường hợp mà mình khi nào mình có cần mua xe á, thì có thể nhớ lại kênh của mình để mà mua, thì cũng như là bạn có thể giới thiệu bạn bè người thân đều mua đều được. Thì vì tất cả xe ở đây đều là ship hết cho các bạn, thì ở đây các bạn yên tâm, thì nhà việc là ship thì bên chỗ anh Cường anh lo thì rất là đàng hoàng chu đáo, thì các bạn chỉ việc là nhận xe thanh toán thôi, không phải cọc bất cứ 1.000 nào hết. Đó, nên các bạn lại yên tâm nha, không phải lo gì hết. Thì để các bạn mua xe thì các bạn nhắn tin qua Facebook của anh Cường, để anh Cường là người trực tiếp bán cho các bạn. Thì xe nào còn thì anh Cường anh báo còn, mà xe nào hết thì anh Cường anh báo hết, anh sẽ là người trực tiếp bán các bạn. Thì anh Cường sẽ là, nói chung là mình cũng làm cho anh Cường, nên là mình làm quảng cáo cho anh Cường á, nên là mình cũng không có bán xe được. Thì các bạn mua xe thì phải liên hệ trực tiếp anh Cường thôi, tại vì anh Cường là người bán xe, thì ảnh nói chung là ảnh là hỗ trợ tất cả các tiền ship này nọ đồ hết, thì các bạn chỉ việc nhận xe thôi, nên các bạn là yên tâm không có lo gì hết nha. Rồi mình cũng xin chào các bạn nha, mình cũng xin chúc bạn là chọn cho mình được chiếc xe mà vừa ấy để mà mua trong cái dịp Tết này.